Bạn chú ý tới phần nào trên cơ thể phụ nữ hoặc người đàn ông trong lần đầu tiên gặp mặt? Em chú ý phần nào trên cơ thể của anh này trong lần đầu tiên gặp mặt? Chú ý tới gương mặt của ảnh. Gương mặt của ảnh như thế nào? Hơi nhỏ, sao hai cái tay nó chảnh vậy? Sao? À, ai cũng nói vậy. Sao cái gương nhỏ là hai cái tay giống tay tiên vậy? Dạ, ai cũng nói vậy á. Cái tay em lại thông minh. Lỗ tay giảo, cái người lỗ tay giảo thông minh cực kỳ luôn. Hồi xưa chị đi học nghe nói là lỗ tay giảo đó, giống như lỗ tay à. Con lỗ tay con gì? Thông minh lắm luôn á, sắp thành tinh rồi đó mà. Thẳng lên. Rồi, cái ghế đây rồi, quẹo vô. Rồi, mời hai bạn có thể tháo mặt nạ của mình ra. Mời bạn trai ưu tiên, tại vì bị nãy giờ bị bịt mắt quá ha. Dạ, em tên Kiệt, sinh năm 1988, quê em ở Bình Thuận. Hiện tại em làm nhân viên giao nhận ở trong thành phố Hồ Chí Minh, đang ở quận 3. Hiện tại là em đang ở với ai? Hiện tại thì em đang ở một mình đó chị, ở trọ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu nè. Dạ, em tên là Lâm Ngọc Duyên, sinh năm 1994, nhân viên bán hàng siêu thị. Dạ, em ở sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê thành phố Hồ Chí Minh, sống làm việc thành phố Hồ Chí Minh luôn, dạ. Quận mấy nè? Dạ, em hiện đang ở quận 12. Là hiện tại đang sống với ba mẹ, với gia đình của mình luôn. Dạ, đúng rồi. Cái điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, cũng hơi nhút nhát. Tật xấu là ngủ nướng. Còn bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của mình là dạ, gì? Ưu điểm em thì hòa đồng, vui vẻ, cởi mở, biết nấu ăn, biết hát hò, thích thể thao. Khuyết điểm em thì hơi nói lắp chứ. Lúc nào cũng nói lắp hay là những lúc nào? Lúc căng thẳng là sẽ bị nói lắp, rồi luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu. Như nãy giờ chị đâu có nghe em nói lắp gì đâu. Vậy là hôm nay rất thoải mái phải không? Dạ. Đến với chương trình tinh thần rất là thoải mái. Hôm nay vui mà. Dạ vui. Thế còn về tình trường thì sao? Tình trường thì em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời còn đi học á, năm 18 tuổi. Rồi mối tình thứ hai em thì hồi lúc trước em làm bếp á, làm trong nhà hàng á. Có làm bếp trong nhà hàng nữa hả? Dạ, hồi mới ra đời em nấu ăn phụ bếp rồi á. Dạ, tại nó là quản lý ở nhà hàng á, tại vì cái nghề bếp á, thì nó hay đầu tóc mặt tối trong bếp không à, không có thời gian rảnh, nhất là những ngày lễ lộc rồi á. Mà bạn gái thì thích chơi ha, tối đi chơi thì buổi tối thì nó mới lãng mạn, nó thích đi chơi mà em không có điều kiện, để không có thời gian á để chở đi đây đó đồ, cái dần dần cái tình cảm nó không còn mặn mà đó. Thì em độc thân cũng ba bốn năm nay, có quan hệ xã giao thôi. Xã giao là xã giao làm sao? Tình bạn rồi kia nọ chứ không có hướng tới, chưa có cái nào tiến sâu được hết. Trời ơi, mà vậy là có làm trong bếp đi là nấu ăn ngon lắm đúng không? Có phụ bếp là nấu ăn ngon rồi. Dạ, đó chỉ là phụ thôi chứ chưa là đầu bếp. Ừ. Chỉ đứng chảo rồi kia nọ. Đứng chảo là ngon rồi, đứng chảo là nêm nếm nấu nướng là mình biết cách nấu mấy hết là ngon rồi. Gia đình thì em món gì ví dụ như là ngon là món gì? Mấy món gia đình đó chị. Thịt kho hộp vịt rồi cá kho tộ. Nói nghe thèm dễ sợ luôn á. Dạ. Thịt kho hộp vịt, cá kho tộ, còn mấy món chị tường thèm không cá, à? Cá lóc nấu canh chua. Trời ơi, mấy món miền Tây nó cá lóc nấu canh chua. Thì quê gốc ở miền Tây, bà nội em miền Tây. Rồi, thế còn em sao nè? Dạ, em trải qua, em quen nhiều lắm. Nhưng mà... cũng xã giao thôi hả hay sao? Dạ đúng rồi, mình chưa chính thức. Ba mẹ cũng muốn em kết hôn để có người... thì cũng có cháu bồng á chị. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em có nói chị làm mai cho em á, là tìm cái mẫu người bạn trai giống như ca sĩ Gin Tuấn Kiệt. Ca sĩ Gin Tuấn Kiệt thì trai hay hay biết hát không em? Hát cũng tạm á. Hát cũng tạm á. Tôi để ý rồi, mấy người mà, thôi. Mấy cái người mà nói lắp á hát rất hay. Ngộ lắm, tôi có rất nhiều người bạn luôn quý vị, nói chuyện là lắp mà sao hát không lắp, nó lạ vậy đó. Hay hát hơn rất hay á. Hát á. Hay hát. Hay hát mà hát hay nữa. Em tên gì? Em tên Kiệt. Cái gì Kiệt? À, Bùi Tuấn. Bùi Tuấn Kiệt. Dạ. Bùi Tuấn Kiệt được không? Dạ em cũng chưa biết, em chưa thấy. Cũng Kiệt, chữ Kiệt á. Em tính số em mới biết được. Kiệt đẹp trai lắm nha. Một chút tôi cho hát thử nghe coi hát là hay. Là bạn Kiệt là làm giao hàng đó chị. Giao hàng. Giao hóa đơn, chứng từ. Giao hóa đơn, chứng từ. Mà tôi thấy tự nhiên trùng hợp, thích Kiệt, qua đây có Kiệt, còn muốn gì nữa? Ngoài cái là đẹp trai nè, còn cái tiêu chuẩn gì nữa không nè? Khoảng 1m7 luôn chị. Tự nhiên em cũng hơi thấp nên em muốn cái bạn trai cao để che chở bảo vệ cho em. 1m7 chứ, có chứ. 1m7 có 1m7 luôn. Kiệt có Kiệt, 1m7 có 1m7. Xém còn... xém rồi, 1m69. 1m69 là được rồi, ăn gian lên một phân thiệt ông này. Dạ, biết hát, biết nấu ăn thì càng tốt. Người ta phụ bếp, người ta nãy giờ kể mấy món ăn rồi. Dạ. Thích ăn mấy món đó không?
Dạ thích. Chọc vịt cá trừ thôi tội rồi đó, thích không? Dạ thích. Rồi còn gì nữa không? Biết quan tâm, không có gia trưởng, không hút thuốc, không rượu bia. Trời ơi sao không chỉ nhiều vậy, thời buổi giờ không hút thuốc, không rượu bia. Không rượu bia thì chắc hơi căng á, tại vì đàn ông phải giao ô, tiếp. Phải giao chút dạ, đỉnh, nghĩa là đừng có như cái hũ hèm, vô một hai ly rồi xả giao trong cái câu chuyện là được. Đi tiệc tùng đồ cũng một hai ly thì cũng đâu có sao. Dạ. Tôi thấy cái bộ ổn quá, nhà gã nha. Tôi thấy nãy giờ là tiêu chuẩn là đạt rồi. Nhưng mà sao ở Bình Thuận xa lắm chị? Người ta ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Hiểu không? Đó. Là có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Chưa có nhà, người ta đang đi ở nhà trọ ở đây thôi. À. Bắt rễ được không? Nếu mà quen và cảm thấy hợp thì tiến tới được chị. Chịu ở rễ không? Dạ chịu chứ. Chịu chứ, sướng quá mà, mắc mớ gì. Có mấy người đàn ông á, cứ mỗi lần nghe ở rễ cái tự nhiên tự ái, lấy tự nhiên tu gì mà đi ở rễ. Xin lỗi, bây giờ thời đại gì rồi, yêu nhau mà đúng không? Ở đâu mà nó thuận lợi trong cuộc sống của mình, ở rễ sướng muốn chết. À, đi đâu cái có ba mẹ vợ chăm sóc con cái giùm nè, đưa vợ đi chơi thoải mái nè, được không? Dạ. Còn em, mẫu người lý tưởng của em sao? Mẫu người em thì giống như chị Mỹ Tâm, nửa truyền thống mà nửa hiện đại. À, rồi úp úp mở mở đó ha. Dạ dạ. Tóc như dài dài nhuộm nhuộm chút được không? Dạ được. Rồi. Mà đừng có xanh tím rồi. Vàng vàng thôi nhỉ. Cao một khoảng 1m6 vậy. Rồi. Trả giá một chút, hồi nãy mình cũng trả giá dạ. Đó, bên này người ta cũng trả giá một chút. 1m5 thôi được không? Dạ 1m55 trở lên. Dạ. Rồi. Khuôn mặt dễ nhìn. À, em không thích cằm gàm xí soạn. Xí soạn mới đẹp chứ, phụ nữ người ta phải xí soạn mới đẹp chứ trời. Mía đừng gì quá lố thôi. À đúng rồi, em ý em là vậy á, đừng có rồi. Quá lố. Đâu đâu đi coi hình coi hai bạn chuẩn bị coi, cho chị coi hình coi. Đó, trong năm anh chàng đó đó, năm anh em lái chiếc xe tăng đó có ảnh đó. Bốn cô nàng. Rồi, bốn cô này có cổ trọng á, gán kiếm đi, tôi nhìn tôi cũng không biết cô nào luôn. Theo em chọn anh nào trong năm anh đó, mặc dù hình ảnh hơi mờ. Chắc anh này. Tại sao chọn anh đó? Em đoán vậy. À, em đoán vậy. Rồi, em giữ hình đó đi nha, coi có phải anh đó không, còn em. Dạ, anh này nè. Sao chọn cô đó? Dạ, thấy cô này trẻ hơn mấy cô này. À. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cánh cửa trái tim này sẽ mở ra. Và mình xem coi mình đoán có đúng hay không nha quý vị. Đúng rồi. Sao? Dạ em chào anh. À, anh chào em. Rồi em thấy sao? Dạ hình như đoán sai rồi. Đoán sai là bị phạt. Em đoán đúng rồi. Em đoán đúng ha, hay quá ha. Em nhìn em biết mà, tại vì mấy người ở đây giống như chị gì với lại chị hoặc là có một người bạn gì đó thôi. À. Giờ bị phạt gì đây, muốn phạt cổ gì đây em? Tùy chị thôi. Tùy chị đó hả? Bây giờ bắt cổ hát cho mình nghe bài được không? Dạ được á chị. Rồi mời em. Cho không khí nó sôi động xíu. Dạ. Để em bình tĩnh lại đã. Rồi nãy giờ có ai làm gì em đâu mà em mất bình tĩnh. Tao vui muốn chết luôn à. Nếu phải chờ hàng vạn năm nữa em sẽ đến như những cơn mưa, làm dịu đi nắng gắt cuộc đời em bấy lâu. Bắt đầu từ tình yêu em cất giấu, anh tin rằng còn một thế giới nơi mà ta hạnh phúc suốt đời. Sẽ chẳng còn hối tiếc hay những câu giá như, biết được tình yêu em dành cho anh nhiều bao nhiêu. Rồi, trước khi chị Tường ra ngoài, chị Tường phải làm một cái nhiệm vụ quan trọng, đó là sao Tường thấy hai người chuẩn bị quà mà không tặng cho nhau? Dạ, em tặng anh quà. Bối rối quá. Anh rối luôn. Cảm ơn. Sao trùng hợp quá. Ừ, mà sao trùng hợp, hỏi nhau coi tại sao cùng tặng sách hết trơn vậy? Cuốn sách đó thì anh cũng tâm đắc lắm. Nếu mà có điều kiện thì tụi mình đến được với nhau thì anh mong sẽ có ngày. Ủa sao nói chuyện mà ông nhìn mắt em rồi sao? Ông nhìn ông sợ ông cà lắm. Tại vì ông run ông cà lắm. Đúng rồi chị. Anh mong sẽ có một ngày nào rảnh rỗi thì mình cùng đọc chung cuốn sách mà anh tâm đắc. Dạ. Chà. Dạ em cảm ơn. Cùng đọc chung là sao ta? Cùng đọc chung có nghĩa là hai đứa cùng phải ngồi chung với nhau. Hoặc là ngồi nằm chung, tay kính nằm lên đây, rồi hai đứa cầm cuốn sách đọc mới là đọc chung được đúng không? Em ví dụ em đọc xong anh cho anh mượn đọc, hoặc là anh đọc xong em đọc, còn đọc chung là có ý đồ. Hy vọng một ngày nào đó hai bạn sẽ cùng đọc chung cuốn sách Đắc Nhân Tâm.
Ở được rồi, lát hai bạn cứ ngồi đây tự bàn nhau về chuyện sách, chuyện yêu đương đi nha. Mời hai bạn thưởng thức ha, những món ăn của nhà hàng. Đây là món khoai môn chiên xù nè, rồi bánh xếp tôm mặn nè, há cảo sò điệp nè, và há cảo thủy tinh. Chúng ta vừa ăn uống ha, rồi vừa trò chuyện với nhau y như chị Tường nói lúc nãy nha. Dạ. Tự tin lên nha, nhìn thẳng mặt bạn gái bị phê bình rồi đó, tại sao anh không nhìn mặt em khi nói chuyện. Dạ. Một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn. Anh mời em tự nhiên. Dạ, ăn đi anh. Thường thì những ngày mà em làm xong thì em có hay đi đâu không? Đi đâu chơi không? Như chiều tối rồi mình nghỉ, đi làm về nghỉ. Thường thường em có đi uống cà phê, tụ tập bạn bè rồi. Cà phê ăn uống. Vậy em làm thường là giờ hành chánh hả? Dạ, em làm theo ca. Làm theo ca là có thể xây ca rồi. Dạ. Đúng rồi, có ngày ca sáng, ngày ca chiều. Còn anh là làm giờ hành chánh? Anh thì làm từ tao bằng thì làm từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, nhưng mà thứ chủ nhật thì anh được nghỉ. Thế là trước mắt vậy thôi, chứ bình thường thì anh làm cũng từ sáng đến chiều thôi, giờ hành chánh thôi. Thì những ngày thường rảnh rảnh thì anh cũng hay đi dạo cà phê rồi bạn bè rồi. Anh cứ tự nhiên thoải mái đi. Tại vô đây anh có nhiều chuyện đúng để nói mà vô cái anh bị gói á. Anh thấy em cũng xinh, lần đầu mở cái cửa này ra thì anh thấy em là anh đã kết em rồi. Đã kết em rồi. Dạ. Tại vì anh thấy cái gương mặt của em nó tròn tròn mà tâm trí của anh rồi, anh thích những người gương mặt như vậy. Dạ. Em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh cũng nói chuyện cũng là thân thiện. Nói chung là chắc phải tìm hiểu nữa cảm nhận được. Cũng mới gặp đó nên cũng chưa biết nhiều. Nhưng mà thì đến đến chương trình thì mình không có nhiều thời gian để hiểu nhau, nhưng mà mong em một lát sau chương trình thì mình có cho nhau cơ hội để tìm hiểu hơn. Tại vì đến đây thì anh trước khi mà anh đến đây anh cũng bị mà relay á, kiểu mà bị chương trình hẹn lại cũng nhiều lần rồi, thì cũng rất là khó khăn lắm rồi mới ngồi được ở đây. Yeah. Thì cũng mong chúng ta có cho nhau một cái duyên á để sau này tiến tới lâu dài hơn. Yeah. Em ăn đi. Yeah. Ăn đi, sao ngồi không vậy? Em nói thiệt chứ đợi chị vô quá trời luôn á. Sao vậy? Đợi chị vô gì? Chị mới đi ra có chút xíu rồi đợi chị vô. Đợi vô bắt chuyện. Không có chị không ổn hả? Tại em tới đây thì em chuẩn bị hết rồi. Em phải là nhát mà. Em tự nhiên em gói quá. Em nhờ chị bắt chuyện, em nói chuyện với bạn gái. Mà trong tâm trí em đợi chị vô. Rồi có thời gian tranh thủ ngồi nói chuyện bạn gái, tự nhiên rồi ngồi nói chuyện bạn gái mà còn trong tâm đợi chị vô làm chi? Chị nghe đồn là em á, là muốn đến được chương trình ngày hôm nay là em đã trải qua rất là nhiều cái lần mà em không tin hôm nay em được ngồi đây luôn, đúng không? Dạ đúng rồi, em chỉ tới là gặp được chị là em mới tin là sự thật. Tại vì em bị cancel nhiều quá. Thấy thương lắm, bạn này là đăng ký chương trình lâu rồi. Dạ. Mà bị cancel hoài, lý do nhiều, cái vấn đề trục trặc kỹ thuật. Mà hôm nay mà được ngồi thấy mặt dị tường mới tin là hôm nay mình được may mối. Dạ. Mà nãy giờ em làm gì người ta mà người ta rung, người ta khớp mà ta đợi chị vô cùng cứu chị vậy? Em không làm gì đâu, tại tự em thôi. Bây giờ chị báo cho em một cái tin. Hôm nay chị ra ngoài là chị thấy có ba của bạn gái đi theo nữa. Dạ. Mà nãy giờ chị thăm hỏi là chị biết là bạn gái là cũng thuộc loại kiểu là con cưng ở trong nhà đó nha. Rồi nhắm có về có chăm sóc bạn gái kỹ giống như ba mẹ của bạn ấy chăm sóc bạn ấy không? Dạ ok chị, vấn đề đó không thành vấn đề. Tại vì em cũng biết cách quan tâm bạn gái lắm. Dạ. Rồi, bây giờ chị sẽ mời ba bạn ấy vô cho em chào hỏi. Dạ, mời bác vào ạ. Dạ, chào bác. Đây, rồi, bây giờ bác đứng mà đây đi, bên đây nha. Hồi nãy giờ bác ngồi ở ngoài là bác thấy cặp đôi này trò chuyện với nhau thì cảm xúc bác như thế nào? Không có ý kiến. Sao? Ủa? Sao không có ý kiến vậy bác? Hôm nay bác em hiền lắm. Nhưng mà bác đi theo ủng hộ con gái thì bác cũng phải cho con gái vài ý kiến để mà một hồi cổ mới quyết định là cổ có bấm nút hẹn hò với cái anh này hay không chứ. Nó là quyền tự do của nó. Rồi rủi như em chọn cái người không có được đàng hoàng, không như ý mình mong muốn rồi sao? Thì ở nhà cũng có tham khảo qua chút xíu cho nó, như là nói cho nó biết.
Nhưng mà hôm nay bác tới bác coi, bác cũng phải có chút ý kiến. Giờ bác nhận xét và bác nhìn bạn nam nè. Đó, bác cho ý kiến theo ý kiến riêng của bác thì bạn nam này như thế nào? Theo coi thì được, mà bây giờ không biết tánh tình sao. Hình như bác không phải người... Người qua. Bác người qua. Sao em biết người qua hay vậy? Dạ em biết, tại vì em có bà dì cũng người qua. À, là nói chuyện cũng giống như bác vậy dạ, hả? Dạ. Dạ, cơ bản là bác nhìn sơ bộ là được. Còn mà chi tiết được hay không là phải tìm hiểu. Thì cô cũng phải dám tìm hiểu cho nó rõ ràng. Một đời người chứ đâu phải là một ngày một bữa. Dạ, cảm ơn bác nha. Ý kiến của bác vậy để cho bên đây tham khảo. Bây giờ chị Tường cho các bạn bóc những cái lá bài thôi. Bạn gái bóc trước đi. Mình đọc lớn những yêu cầu trong này. Nói thật lòng điểm bạn thích và điểm bạn không thích ở đối phương. Này nhận xét em hay là em nhận xét bạn này? Thì hỏi bạn đó. Anh thì không đâu, anh thấy em quá ok rồi. Quá ok rồi. Nói thật lòng điểm bạn thích và điểm bạn không thích ở đối phương. Thích bạn này ở cái điểm nào? Dạ. Và giờ còn không, chưa có thích ở cái điểm nào? Em thích nhất là khuôn mặt bạn ấy tròn tròn, nhìn dễ thương, dễ nựng. Dễ nựng? Cho tao nựng không? Dạ, cho nựng má. Cho nựng má, cười rất là duyên luôn. Dạ đúng rồi. Rồi còn điểm nào mà em chưa thích? Em chưa thích là bạn cái mà trong tư tưởng em mà thích hơi cao xíu thôi. À, dạ, bạn gái hơi thấp xíu. Em cao mét mấy? Em cao mét 5 thôi chị. Mét 5 thôi, đó mà bạn trai muốn mét 55 là thiếu 5 phần. Và thật ra bây giờ á, chế độ dinh dưỡng rất là ok. Mình cho con uống sữa rồi phát triển chiều cao, calcium đồ này kia là con rất là cao luôn. Còn hai bạn đứng với nhau, bạn này ta mang giày cao gót lên là xứng rồi. Thật ra quan trọng là cái tính tình. Dạ đúng rồi, em cũng với lại nghĩ coi vậy. Hợp với nhau hay không? Dạ. Nha. Rồi, bây giờ mời em. Bạn chú ý tới phần nào trên cơ thể phụ nữ hoặc người đàn ông trong lần đầu tiên gặp mặt? Em chú ý phần nào trên cơ thể của anh này trong lần đầu tiên gặp mặt? Chú ý tới gương mặt của ảnh. Gương mặt của ảnh như thế nào? Hơi nhỏ, sao hai cái tay nó dẫn nè. Sao? Ai cũng nói vậy. Gương mặt nhỏ rồi hai cái tay giống tay tiền vậy. Ai cũng nói vậy á. Lỗ tai em bự mà thông minh. Lỗ tai giảo, mấy người lỗ tai giảo thông minh cực kỳ luôn. Hồi xưa chị đi học thì nghe nói là lỗ tai giảo đó giống như lỗ tai à. Con lỗ tai con gì? Thông minh lắm luôn á, sắp thành tinh rồi đó mà. Hay quá. Ở ngoài cái đó ra còn gì nữa, trời ơi, để ý cho người ta quá trời. Để ý có cái lỗ tai giảo không vậy đó hả? Có để ý không? Anh giống diễn viên điện ảnh. Đó, Kiệt này giống Kiệt, em thích không? Dạ. Giống được nhiêu phần trăm? Giống được 60%. 60% vậy là tốt rồi, mỗi người phải có cái nét riêng chứ đúng không? Trên 50% rồi. Rồi bây giờ còn điều nữa là hồi nãy chị hứa rồi là chị sẽ cho em hát cho bạn gái nghe. Được không em? Dạ. Rồi, vỗ tay cho bạn Kiệt. Rồi, tỏ tình đi. Anh, em có thể cho anh nắm tay em? Dạ. Sao tay anh lạnh quá? Anh run quá. Có thể anh không phải là người đầu tiên nắm tay em. Ủa mà sao anh không nhìn mắt em? Sao anh nhìn được? Chưa, tại vì chưa. Nhìn mắt em. Có thể anh không phải là người đầu tiên nắm tay em, nhưng anh hứa sẽ là người cuối cùng nắm tay em đi suốt chặng đường còn. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ yêu nhau đến trọn cuộc đời. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy vững tin. Trời ơi, ngôn tình là đây chứ đâu nữa. Cảm ơn em. Ủa em có cảm xúc gì không? Cho phát biểu cảm xúc cho chị nghe coi. Dạ, em thấy ảnh rung quá. Người ta rung là người ta xúc động thật sự. Chứ dạ, những người con trai mà người ta mạnh mẽ quá, sổ sàng quá là người ta đâu có vậy, phải không? Dạ. Chứ sao ảnh không nhìn mắt em mấy sao? Em thấy không có nhìn vô. Có nhìn phút cuối em tỏ tình em có nhìn chứ, tại vì mới mình mới nói thì mình chưa có nhìn, tại mình suy nghĩ cái lời nói rồi khúc mà giữa cái câu nói lại cuối rồi em nhìn thẳng vô mặt nó có nhìn. Em không nhìn người ta thì có. Bây giờ chị Tại Thường cho hai bạn thêm một cơ hội nữa, bây giờ nhìn nha, và mỗi người chỉ cần nói một câu thôi. Em thấy anh anh thấy em rất là xinh, đến với chương trình này thì anh mong em thì cũng cho nhau một cơ hội để bấm nút để tiến xa hơn. Còn em muốn nói gì với anh? Dạ,
em muốn hỏi à. Tưởng tượng lại hình ảnh của cái người đó trong mắt mình, mình có rung động hay không? Đưa ra quyết định. Một, hai, ba. Hết thời gian. Em bấm rồi phải không? Dạ, dạ em bấm rồi. Chị thấy bấm rồi nhưng mà tại vì em nhấn. Em làm chị hồi hộp quá à. Sao chị kêu em phát biểu cảm nghĩ em không nói gì trơn à, chị sợ rồi. Em không bấm dễ sợ luôn á. Thật ra còn chê em không nhìn mặt nữa. Thật ra em đâu phải vậy đâu. Em không phải vậy hả? Em có nhìn đúng không? Dạ. Mà em hồi nãy em có nghĩ là em đoán là cổ sẽ bấm hay là cổ không bấm? Em đoán là cổ sẽ bấm. Sao em tự tin hơn chị vậy? Chị là sợ cổ không bấm á. Bây giờ thì hai bạn nắm tay nhau nè. Và chị Tường tuyên bố ngay từ bây giờ là hai bạn sẽ trở thành một đôi. Nếu người yêu thích hôn nhau ở nơi đông người để thể hiện tình cảm, bạn có đồng ý không? Vì sao? Nếu như mà người yêu yêu cầu là hôn nhau trước chỗ đông người thì hôn nhau ở chỗ nào? Ví dụ đi xem phim. Không, ý em là hôn nhau ở cái bộ phận nào? Công viên hay xem phim hay... À, em muốn hôn ở bộ phận nào? Em muốn hôn ở bộ phận nào? À. Thì em thích hôn chỗ nào anh không? Nếu mà nơi đông người thì em là ông má. Ông má? Nếu mà... Vắng vắng á, công viên mà vắng 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 thì em hôn môi. Rồi, trả lời đi. Là mình là người phương Đông. Ừ. Cho nên rằng là tùy vào cái mức độ mà mình quen biết nhau như thế nào. Người yêu đó, bây giờ người yêu đó là thân thiết rồi ấy. Ừ. Thì mình cũng nên giữ khẽ. Tôi giống nắm tay cô dâu dắt vô thánh đường quá mà cô dâu bị bịt mắt. Rồi ngồi ghế đi cưng. Mời hai bạn mở mặt nạ để chị giúp cho. Chị Tường chào hai bạn. Em xin chào chị Cát Tường. Bạn trai hãy giới thiệu trước về tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán. Dạ, em xin giới thiệu, em là Đỗ Duy Khánh. Em sinh năm 1993. Hiện giờ em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên kỹ sư điện, quê em ở Quảng Ngãi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Thủy ạ. Em cũng 26 tuổi. Công việc của em là trưởng của một bộ phận chăm sóc khách hàng và quản lý lớp học ở trung tâm Anh ngữ. Quê mình ở đâu em? Dạ, em ở Đồng Nai chị. Em làm ở Phú Nhuận á chị. Thế điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là không uống rượu bia, không hút thuốc, biết chăm lo cho gia đình, biết suy nghĩ cho người khác. Điểm yếu? Còn điểm yếu của em là hay lười, nhiều như lười làm việc nhà, lười ăn, lười ngủ. Lười ăn, lười ngủ luôn? Nhưng mà đi chơi thì em không lười. Trời đất ơi, em đang sống với ai? Em đang sống với em trai. Chà, chắc cái nhà cũng hơi bề bộn ha. Em làm nhưng mà làm đi chơi thì không mệt. Yeah. Ủa ngủ sao làm biếng, lên giường nằm ngủ thì khỏe chứ tôi nghe chưa nghe ai nói làm biếng ngủ hết trơn nha. Làm biếng ăn thì có mà chưa có nghe làm biếng ngủ. Dạ, khi mà em buồn ngủ lắm em mới buồn ngủ thôi chứ còn khi mà không buồn ngủ thì em kiếm cái này cái kia em học hỏi. Rồi bạn gái, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hiếu thảo và trách nhiệm ạ. Điểm yếu của em là em không có nhớ đường á chị. Ví dụ như là em lên đây 8 năm nhưng mà em đi đường không có biết nhiều đường. Lộn lùm lum ha. Dạ. Gái mà, bởi vì dạ, mình mới cần một cái người đưa đón hay là chăm sóc mình đúng không nè. Dạ. Về tình duyên thì em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, hiện tại là em chưa có mối tình chính thức nào hết chị. 26 năm chưa có mối tình chính thức nào? Tại vì á là từ nhỏ là em đi học là em chỉ biết học thôi. Xong rồi là đi làm thì cũng tập trung vào việc làm á. Thì trong quá trình đó thì vẫn có các bạn, nói chung là cũng có những cái vệ tinh xung quanh à. Nhưng mà em chưa có nghĩ tới. Thế còn em, tình trường sao? Dạ, em có một mối tình. Một mối tình, bao lâu? Một mối tình cỡ khoảng nửa năm á chị. Cứ cắm đầu học rồi cứ mọi người thích mình nữa, mình cũng không để ý. Lo học đó, không à? Đến khi mà mình ra trường rồi mình có về việc rồi xong cái người ta đi lấy chồng hết rồi cho nên đó. Vậy thì cái mối tình nó đầu quen rồi nào? Mối tình đó là lúc là em qua nhà anh rể em chơi. Cũng chưa sâu đậm gì lắm đúng không? Dạ đúng rồi, được, trong quá trình tìm hiểu. Thế mẫu người mà bạn trai em đang tìm kiếm là như thế nào? Mẫu lý tưởng của em hả chị? Không gia trưởng, không người miền Bắc. Chưa, Quảng Ngãi chưa có ra tới Bắc. Miền Trung. Miền Trung, được. Lớn tuổi hơn em. Thôi thật ra tuổi tác nó cũng không quan trọng. Tôi nè còn quen người nhỏ hơn không à. Buồn quá, tôi cũng muốn quen người lớn tuổi hơn là đâu có đâu. Kệ em ơi, mình cùng chung tuổi tác, mình cùng chung suy nghĩ, mình cùng chung cái tư duy, cùng chung sở thích, đam mê, cùng chung sức khỏe. Nó nhiều thứ nó ok lắm. Người đàn ông của gia đình, đừng ốm quá, không có hô. Mắt không có nhỏ quá. Mắt không nhỏ quá. Dạng như chú Nguyên Linh là được á chị. Ờ. Dạ. Tôi không biết.
còn em, mẫu người bạn gái lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người bạn gái lý tưởng của em là xinh xinh một chút, về trình độ học vấn thì cũng có hiểu biết một chút là được. Có hiểu biết chút là được. Bên đây đi làm trong trường. Còn công việc thì làm nhưng mà phải có thời gian để lo cho gia đình chút chứ không phải là lo đi làm. Thời buổi bây giờ là phải có tiếng Anh giao tiếp nè, bạn gái tiếng Anh là giỏi nè, mình biết tiếng Anh không? Em đang đi học tiếng Anh, học được 2 tuần. Nhưng mà em nghe em hiểu nhưng mà em có ít có nói được lắm. Phải không? Rồi em nói thử vài câu coi bạn này có hiểu gì không? Nói mấy câu dễ dễ. Nói mấy câu dễ dễ, ta mới học tiếng Anh có 2 tuần à. Nice to meet you. How old are you? Please. Can you tell me how old are you? Nice to meet you là hiểu. Sau đó hết hiểu. Còn how gì em nói. How gì nói lớn lên cho anh nghe nè. How old are you? How old are you? How old spell that? Đánh dần. Can you repeat please? Can you spell? How old? It means your age. Là gì? Bạn có cố gắng không? Như thế nào? Cố gắng cái gì? Tôi không thấy có chữ nào cố gắng cái chậm trơn. Tại là tuổi à? Đúng rồi đó chị. Cái ý nghĩa là vậy đó. Em hỏi là how old are you à? Nhưng mà người ta phát âm chuẩn nó vậy đó. I'm 26. Dạ. Thôi bây giờ vậy nè, hai mình mướn cổ về dạy tiếng Anh, hai mình share tiền học chung. Nhưng mà tôi thấy chị giỏi hơn em á. Chị đi quốc tế rồi, em mới học hơi tầm, em mới học cái danh từ. Thôi hai mình đăng ký học cô giáo này được không? Ổn không? Dạ ổn. Ổn ha. Rồi thôi ok, cái đó mình tính sau đi. Để mình chơi cái trò nhìn hình đoán chữ coi nè. Có ảnh đó chồng á. Kiếm đi. Trời, tấm này mờ quá đâu có thấy. Chủ đạo là tấm này nè. Kiếm cổ đi, tấm sau nhỏ quá không thấy đâu. Em anh chọn này, ai? Anh này. Lý do sao chọn anh đó? Dạ hai cái giống nhau. À hai cái giống nhau. Dạ. Rồi để xem coi cảm nhận của người phụ nữ hôm nay có đúng không nha em. Bạn này. Tại sao chọn bạn đó? Hai cái giống nhau. Bây giờ Cát Tường xin mời quý vị chúng ta hãy đón xem cái giây phút này, mở cửa trái tim ra xem ai sẽ là người đoán đúng và ai là người đoán sai nha. 1, 2, 3. À, anh chào em. Anh có bó hoa tặng em. Cảm ơn. Bó hoa hồng rất đẹp. Dạ em có món quà tặng anh. Dạ anh cảm ơn em. Là cái gì đó cưng? Dạ đó là một cuốn sổ á chị. Mở ra xem. Dạ. Thử đi, có ý nghĩa gì không? Dạ cuốn sổ chắc để em ghi tiếng Anh. Hả? Cuốn sổ đấy người ta tặng cũng tặng mấy ghi tiếng Anh. Đúng rồi chị. Dạ. Cuốn sổ đó ghi tiếng Anh đó. Ủa, chị. Ủa vậy luôn hả? Ghi từ vựng luôn. Cái đó là mình để học ghi từ vựng. Dạ, đó chị. Dạ đoán đúng. Vậy đoán đúng có thưởng. Dạ. Dạ nếu vậy là mình có du di cái vụ mà đoán sai không? Dạ không. Đoán sai em rồi đó. Đoán cái cô này nè. Rồi giờ bị phạt gì đây? Dạ hết đất 20 cái. Hết đất 20 cái. 20 cái. Cái gì tự nhiên rò nách? Ta kêu hết đất là rò nách. Nhức nách quá. Thôi để anh thực hiện hình phạt. Xây qua đó. Đó trên đó đó. Rồi xéo xéo qua. Ok. Kỹ sư điện không có ăn nhậu. Đếm đi cưng. 1, 2 cái. Có nổi 3. Không? Thường bố cắm đầu nhỏ lắm. 16. Cố lên. 17. 18. 19. 20. Khỏe nha. 21. Bonus luôn. Bonus cái. Bonus cái. Trời ơi, tướng body ngon nha. Trời ơi, đâu đưa tay tôi bắt mạch chứ coi nè. Chết cha rồi. Chắc có bầu hay sao mà nhịp đập tới hai mạch dữ vậy. Không, ổn định. Khỏe. Sao bắt ta hít đất vậy? Kiểm tra năng lực sức khỏe chị. Thấy hài lòng không? Dạ cũng được. Cũng được. Bây giờ nóng trong người rồi nha. Tự tin lên. Có những cái gì quan điểm tình yêu hôn nhân gia đình, cái gì đó cứ nói chuyện với nhau hết. Xin mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Hòn Đất. Chà một bữa cơm mà rất là ấm cúng nha. Cá diêu hồng, chiên sả ớt, canh chua tôm và rau móp xào tép. Trời ơi, vừa ăn uống vừa tâm sự trò chuyện với nhau. Tự nhiên lên nha hai đứa nha. Một chị ra ngoài một chút xíu chị quay vô liền. Tự tin nha. Rồi chúc hai bạn thưởng thức một bữa ăn ngon miệng. Rồi chào em, đến múc cơm. Sao em thấy anh dạ, thế nào? Em một muỗng là được rồi anh. Dạ. Em thấy anh thế nào em? Cho anh cái nhận xét đi. À rồi cảm ơn anh. À, nhà anh có mấy anh chị em? Nhà anh có 4 người, chị lấy chồng rồi còn anh với thằng em. Em của anh thì học ở ra trường mới ra trường. Là mình làm ở đây lâu chưa anh? Anh làm ở đây từ khi ra trường mới tới bây giờ luôn á. Là hiện giờ mình làm ở đâu? Anh làm ở Bình Chánh á.
Ví dụ như là khi mà mình quen nhau ấy, ví dụ như là thứ bảy chủ nhật thì cái đặc thù công việc của em là sẽ làm và chỉ nghỉ thứ hai thôi. Trong tuần á, thì sẽ làm từ thứ ba cho tới thứ sáu, toàn là buổi tối thôi. Thì anh có sắp xếp được thời gian hẹn với em không? Buổi tối, nếu mà buổi tối mấy giờ em làm xong? 9 giờ em mới làm xong, à, nhiều lúc là 9 rưỡi nữa. Vậy thì anh có thể hy sinh, anh đợi. Vì sao không? Anh làm là giờ hành chính thôi, từ 7 giờ rưỡi tới 5 giờ chiều. Có nghĩa là trong tuần á, thì chỉ có hẹn được ngày thứ hai thôi. Còn thứ bảy chủ nhật á, thì em bận. Mời em. À, mời anh. Anh có thích ăn cá không? Anh ở quê anh ăn cá, mẹ anh gửi cá vô nhiều lắm. Vậy hả? Ừ. Ăn không, bữa nào anh qua anh gửi qua em. Em thì cũng thích ăn cá lắm. Mà em bình thường á không có ăn cơm. Không ăn cơm à? Ừ, em không ăn cơm đâu, em ăn rau với là chủ yếu là yến mạch và rau thôi. Ăn cơm sợ buồn ngủ quá sao không ăn cơm? Tại vì ăn cơm sợ mập. Dữ vậy? Anh thấy em mập không? Em thấy anh thấy em cũng vừa vừa người. Là nếu như mà mình đến được với nhau á thì có phải làm dâu không anh? Thời buổi này á em đừng có suy nghĩ là có làm dâu hay không, mà mình phải biết suy nghĩ cho người khác. Khi mà người ta muốn mình làm dâu ấy, thì mình cũng làm dâu, mà khi mà mình muốn sống theo cái tính là thích sống tự do. Đó, thích làm, sống tự chung do. Là... Khi mà em về nhà anh thì em phải lòng tròn bổn phận dâu, còn khi mà em hai đứa mình ở riêng ấy, thì mình ở riêng thôi. À, mình cưới nhau ví dụ vậy thì mình sẽ ở trọ trên này hay là về quê luôn? Khi mà mình cưới nhau á, thì mình ở cái công việc của mình ở đâu, ví dụ như anh ở Sài Gòn thì mình làm ở Sài Gòn, về quê làm á thì mình cũng xây một cái nhà riêng, mình ở riêng chứ mình không ở chung. Nếu mà ở quê thì ở quê cũng là ở mình riêng. Ở chung với ba mẹ. Còn nếu như không, mà ở nếu, đây nếu hả? Mà ở quê thì cũng ở riêng, còn nếu mà ở đây thì mình cũng ở riêng, không có ở chung với ba mẹ. Ủa không ở chung vậy chứ mình có nhà riêng hả? Ở kề ba mẹ thôi chứ không có ở chung nhà. Ủa là mình có hai căn nhà kế bên nhau hả hay sao, em chưa có hiểu. Công việc của anh với em ở Sài Gòn đúng không? Thì mình sẽ cố gắng kiếm tiền mua nhà ở Sài Gòn, không có ở chung với ba mẹ. Khi mà muốn chăm sóc thì qua chăm sóc. Ý là mình ở riêng nhưng mà hiện tại là mình chưa có nhà riêng. Đúng để rồi. Ở. Đúng rồi. Anh đã có những kế hoạch cho mình nhất định chưa? Ví dụ như là mình ở đâu, nhà mình như thế nào, hay là mình sẽ ở trọ? Nửa năm sau là anh có kế hoạch là mua nhà phố. Đó. Mua nhà phố ở. Ừ. Vậy giờ tiết kiệm được chưa? Giờ anh tiết kiệm được ít rồi. Đó. Rồi có thể bật mấy lần tiết kiệm được bao nhiêu chưa? Gia đình anh cung cấp thêm ít nữa là anh mua nhà phố. Ok, rồi nếu cái, như mà... mặt mí không lẽ bây giờ anh đưa tài khoản cho anh xem, em xem. Vậy ví dụ như là bây giờ mình lập gia đình ha, thì vợ của anh có đưa tiền hết cho vợ của anh không? Hay là anh sẽ tính như thế nào? Khi nào mà anh với em mà cưới nhau á, là anh sẽ đưa tiền hết cho em. Đưa hết luôn, không giữ lại cho mình mảnh miếng nào luôn? Thì cũng phải giữ lại một ít để tiêu xài. Em rất là quan điểm, rất là rõ ràng. Có nghĩa là em sẽ không bao giờ giữ tiền Tết hết của anh đâu. Tiền của anh 10 phần thì em vẫn chưa cho anh 3 phần. Anh có thể làm những cái việc gì của anh. Vậy thì cảm ơn em. 3 phần là nhiều rồi, bớt lại đi, 2 phần thôi. Em hào phóng lắm chị. Nói giỡn thôi, thật sự tiền bạc ai quản lý không quan trọng. Quan trọng là mình chi tiêu và mình tin tưởng nhau như thế nào. Thấy có vẻ bị hỏi giờ, không hỏi được cái gì. Hồi nãy giờ chị bạn hỏi liên tục. Rồi bây giờ tại ra dạ. Đây chị thấy em bị dạ. Không em chưa được. Hỏi được câu nào. Bây giờ em hỏi đi. Em mẫu người lý tưởng của em gì? Thì hồi nãy như chị Cát Tường có hỏi em rồi đó, em có chia sẻ rồi. Người đàn ông có trách nhiệm và chững chạc, có thể lo lắng được cho gia đình, có công ăn việc làm ổn định, nên như vậy là được rồi. Có công ăn việc làm ổn định. Vậy mà nãy đợi em mua nhà. Ủa, thì có công ăn việc làm ổn định thì phải tương lai phải hướng tới việc mua nhà, phải an cư mới lạc nghiệp chứ sao. Dạ đúng rồi. Nói chung á, đây cũng là một cái đôi trẻ mà Tường thấy là Tường đỡ phải cực khổ nè. Các bạn ấy rất mạnh dạn, tử tế và rất là hiện đại, có thể trao đổi thẳng thắn với nhau như vậy. Rồi bây giờ Tường sẽ cho các bạn chơi thêm một cái mini game nhỏ nhỏ nha. Mời em trai rút trước hay đọc lớn cái yêu cầu trong này. Rồi đọc lớn lên. Xin phép nắm tay và nói một câu hay hát vài câu tỏ tình lãng mạn. Là bạn nữ phải làm hay là em làm? Em nghĩ là này bạn nữ làm với em hợp hơn hay là em làm với bạn nữ hợp hơn? Em làm. Nói hoặc hát cái nào hay hơn thì mình cứ làm. Cho anh xin nắm tay em mời em hát một câu. Không cần em đứng dậy không? Tùy em, lòng hảo tâm của em. Dạ. Anh vẫn đang tìm kiếm nắm tay một làn mi cong, một vòng tay ấm áp. Chợt thức giấc ngủ dậy và thấy em không bên ai, thì ra anh đã mở về em. Làng mây đưa lối tiếng bước anh trên con đường mới. Biết không người ơi, từng ngày anh mong nhớ
thấy được gì. Cảm xúc em sao? Cảm xúc em thì bạn ấy cũng do bạn ấy là cô giáo á, cho nên bạn ấy cũng là chững chạc, cho nên từ cái cách nói chuyện cho tới cái tất cả đều chuẩn mực quá, giống như là một cô giáo luôn. Sao học trò nắm tay mình hát không nhìn mặt người ta dữ chơi vậy? Em ngại á chị. Không nhìn sao cảm nhận được cảm xúc? Dạ em cảm nhận bằng trái tim á chị. Thì em thấy được gì không? Dạ có đập. Có đập chứ không lẽ không đập, tắt thở. Rồi bây giờ mời em gái. Em chọn màu xanh. Rồi chọn màu xanh, đọc lớn lên em. Nêu cảm nhận thật lòng về người đối diện, điểm nào bạn không thích ở đối phương? Thì thấy bạn trai hiền, chân thành, khỏe. Điểm nào bạn không thích ở đối phương? Điểm không thích nhất của em suy nghĩ thôi á, là bạn chưa có, tại vì những câu hỏi của em rất là chi tiết, cho nên là em cần bạn trả lời chi tiết và rõ ràng luôn. Lòng vòng nó làm em khó hiểu. Mua nhà hay gì đó, thật ra em đâu có yêu cầu bạn mua nhà đâu, mà em chỉ hỏi là lập gia đình thì sẽ ở trọ hay là ở nhà của mình. Nhưng mà bạn lại suy nghĩ vòng vòng sao á, rồi trả lời, rồi dẫn tới là hiểu lầm luôn. Đó giờ chắc ít ai hỏi mấy câu đó, cho nên người ta ngại, cái rồi người ta bị lúng túng, gặp cô gái gặp cô giáo nữa người ta bị khớp. Thật ra em cũng không phải là cô giáo quá chững chạc gì đâu anh. Tụi em làm bên trung tâm Anh ngữ á, cho nên là rất là phương Tây rồi. Có nghĩa là mình rất là mở lòng, và mình không có giống như là cô giáo mà như ngày xưa của mình. Nó là anh sẽ cố gắng để có một cái chỗ ổn định. Khi mà mình nói ra điều gì đó, thì mình phải huy động. Mà nói được là phải làm được, cho nên người này có trách nhiệm. À, có gì ta được ta mới dám nói, cho nên khi hỏi người ta bị chế với, ta phải có khi cái lập trình suy nghĩ. Suy nghĩ để anh nói là chứ mà nói mà làm được thì cũng hơi ngại. Không vấn đề gì hết. Yeah. Chờ tiếp không? Chờ tiếp đi chị. Tiếp đi ha. Dạ. Em trước nè, ưu tiên lại em trước. Dạ, vậy thôi em chọn màu xanh tiếp đi. Rồi. Theo bạn, nụ hôn tình yêu khác biệt thế nào so với nụ hôn tình bạn? Em trả lời đi. Nụ hôn tình yêu thì đương nhiên là nó phải hạnh phúc hơn nụ hôn tình. Mà nụ hôn không bao giờ mà có nụ hôn tình bạn. Có chứ, mình hôn má nè, mình thương nhau thì mình có thể thể hiện được cái cảm xúc đó. Thôi nụ hôn xã giao. Dạ. Nụ hôn tình yêu thì nó thể hiện một cái hạnh phúc nào đó mà nó riêng tư hơn. Tình bạn á thì nó thể hiện một cái ấm áp, hạnh phúc. Rồi tới em. Móc lên nằm móc, đọc lớn lên. Nếu người yêu thích hôn nhau ở nơi đông người để thể hiện tình cảm, bạn có đồng ý không? Vì sao? Nếu như mà người yêu yêu cầu là hôn nhau trước chỗ đông người thì hôn nhau ở chỗ nào? Ví dụ đi xem phim. Không, ý em là hôn nhau ở cái bộ phận nào? Công viên, xem phim hay... À, em muốn hôn ở bộ phận nào? Em muốn hôn ở bộ phận nào? À. Thì em thích hôn chỗ nào anh không? Nếu mà nơi đông người thì em là hôn má. Còn hôn má. Nếu mà vắng vắng á, công viên mà vắng 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 á thì em hôn môi. Rồi, trả lời đi. Là mình là người phương Đông. Ừ. Cho nên rằng là tùy vào cái mức độ mà mình quen biết nhau như thế nào. Người yêu đó, bây giờ người yêu đó là thân thiết rồi á. Ừ. Thì mình cũng nên giữ khẽ. Tụi em làm bên trung tâm Anh ngữ á, cho nên là rất là phương Tây rồi. Có nghĩa là mình rất là mở lòng. Yêu thân thiết rồi còn giữ khẽ cái gì nữa. Tôi đi ăn với bạn trai tôi hả, mà bạn trai tôi không để ý tới tôi hả, mà cách 10 phút không hôn tôi cái tôi giận, tôi đứng dậy tôi về. Thì hôn má không thì được chị. Thì người ta nói đâu đông người hôn má, còn công viên vắng vẻ người ta hôn môi. Có hai đứa thì người ta hôn môi. Thấy bạn gái mình gì dễ thương quá thì bạn trai hôn lên má bạn gái một cái thì người ta nhìn kệ người ta, vậy được không? Dạ được. Được, có gì chị thấy dễ thương mà. Rồi ví dụ giờ ra công viên nè, địa qua địa lại vắng vẻ cho anh hôn môi em cái cho. Dạ cho. Đó, có gì đâu. Mỗi bạn sẽ nói một câu cuối cùng để trước khi mình đưa ra quyết định là có bấm nút với nhau hay không. Anh đi làm thì công việc cũng ổn định, nhưng mà khi mà cái công việc của anh á, anh không làm ra được cái đồng tiền nào á, anh lúc anh nghèo khó á, thì em cứ chăm sóc anh không? Một khi mà mình đã là vợ chồng rồi và mình chấp nhận cưới nhau rồi, đến từ cái tình yêu từ hai phía, thì cái người đối phương dù nghèo khó cái cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng nên san sẻ và phụ giúp cho họ. Chứ mình đừng có thấy là họ gặp khó khăn mà mình bỏ họ. Đúng rồi. Đang trong quá trình tìm hiểu mà bạn ấy gặp khốn khó thì em sẽ xử lý như thế nào? Nếu như mà trong quá trình mà tìm hiểu nhau, có nghĩa là cái tình cảm giữa hai bên nó như thế nào? Ví dụ, nếu như mà anh với em chỉ ở cái mức độ gọi là trên tình bạn một tí thôi thì mình vẫn là tình bạn. Còn nếu như mà mình đã thật sự gọi là yêu nhau 90 đến 100%,
có nghĩa là mình cộng sinh với nhau để phát triển, bởi vì mình có tình yêu với nhau mà. Đúng rồi, anh cũng đồng quan điểm với em là anh cũng muốn tìm một người nào mà chung tình. Tại vì con người của mình á, không ai là toàn diện và không ai khi nào cũng khỏe mạnh và khi nào cũng gặp thuận lợi và may mắn. Đôi lúc là mình hôm nay là mình sẽ thành công nhưng ngày mai mình sẽ thất bại. Hôm nay mình khỏe, ngày mai mình sẽ không khỏe. Mình không thể nào biết trước được, nhưng mà cái đạo đức con người là trên hết. Nếu như mà mình thực sự tốt với đối phương, hai bên tốt lẫn nhau thì người ta sẽ không bao giờ bỏ mình. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý bấm nút nhấn thật mạnh, nếu không đồng ý bấm nút lấy tay ra khỏi nút bấm. Ok, mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao bạn gái không bấm? Em chưa có cảm nhận được cảm nhận được là trong cái cảm xúc nó có, cho nên là em chưa có bấm. Sự rung động nó rất quan trọng. Tại vì muốn tìm hiểu nhau phải có thời gian. Trân trọng cái cảm xúc của em. Mặc dù chị thấy đây là một chàng trai có vẻ rất có trách nhiệm. Không sao cả. Tại vì trong cuộc sống mà, nó sẽ có rất là muôn màu muôn vẻ, nó nhiều cung bậc cảm xúc. Tường không muốn hoàn thành vai trò bà mối của mình ngày hôm nay rồi, rất là buồn thưa quý vị. Nhưng mà đó là những cái cung bậc cảm xúc của chương trình Hẹn Ăn Trưa.